Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của huyện Phú Yên phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La với nội dung sau đây. Thành công từ mô hình nuôi ngựa hàng hóa. Phú Yên bảo vệ cá lồng mùa nước rút. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nói đến gia đình anh Đinh Văn Hướng, bản Lềm, xã Huy Tân, huyện Phú Yên, ai cũng biết, vì đây là hộ gia đình trẻ đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cây, con có giá trị kinh tế cao vào phát triển kinh tế gia đình. Điển hình là mô hình nuôi ngựa sinh sản, ngựa thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cách trung tâm xã Huy Tân 4 km, trang trại chăn nuôi của gia đình anh Đinh Văn Hướng nằm biệt lập trong một thung lũng rộng lớn. Đây là bãi đất trống có đồng cỏ tự nhiên dồi dào, rất thích hợp để chăn nuôi đại gia súc. Trang trại của anh gồm ngựa, trâu, bò, dê và lợn. Anh Đinh Văn Hướng cũng cho biết, được Hội Nông dân, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn, anh có thêm nhiều kiến thức bổ ích trong việc trồng trọt và chăn nuôi. Sẵn có diện tích đất canh tác của gia đình, anh quy hoạch 2.000 m2 đất trồng các loại dưa như dưa chuột, dưa lê và dưa hấu. Do thực hiện đúng kỹ thuật nên ngay từ những năm đầu tiên, ruộng dưa nhà anh Hướng đã cho thu nhập gần 100 triệu đồng trên vụ. Sau nhiều năm trồng dưa, cho rằng trồng dưa phụ thuộc nhiều vào thời tiết, giá cả bấp bênh, năm 2015, vợ chồng anh Hướng bắt đầu chuyển sang chăn nuôi trâu bò sinh sản. Từ đồng vốn tiết kiệm trong những năm trồng dưa, gia đình anh đã mua được 2 con trâu và 1 cặp bò sinh sản. Đến năm 2017, đàn trâu bò đã phát triển lên 8 con. Tuy nhiên do thời điểm đó giá trâu bò xuống thấp, thị trường không ổn định, nên anh Hướng quyết định chuyển sang nuôi ngựa sinh sản và ngựa thịt theo hướng hàng hóa. Lúc đầu anh mua 5 con ngựa cái về nuôi thử. Nhờ khí hậu mát mẻ, phù hợp, đồng cỏ tự nhiên rộng, cộng với kiến thức nuôi ngựa tự học hỏi và kinh nghiệm chăn nuôi gia súc đã được tích lũy, nên đàn ngựa sinh sản phát triển tốt, mỗi năm một lứa. Ngựa đực anh nuôi vỗ béo bán bớt, ngựa cái tiếp tục nhân giống. Chỉ trong 3 năm từ năm 2017-2020, đàn ngựa của gia đình anh Hướng có thời điểm lên đến 60 con. Thời điểm ngựa đang được giá, anh Hướng bán ngựa giống theo cặp. Khi ngựa cái sinh sản, anh nuôi ngựa con đủ khoảng 5 tháng tuổi thì bắt đầu xuất bán. Với một cặp cả ngựa mẹ lẫn ngựa con như vậy bán được giá từ 60 đến 70 triệu đồng trên cặp. Ngựa đực to béo, khỏe mạnh có thời điểm bán được 40 triệu đồng trên một con. Kinh tế nó nuôi ngựa là vẫn hơn trâu bò, tôi chuyển hết ra nuôi ngựa và nuôi dê. So với trâu bò là một năm thì con trâu con bò để ra được 10 triệu thôi, ngựa phải 25 triệu một năm một con. Nuôi ngựa so với các loại trâu bò nó vẫn dễ nuôi hơn. Nuôi ít bệnh, trâu bò thì bệnh nhiều, nhất là viêm da nổi cục ấy thì trâu bò hay bị lắm, riêng ngựa là không bị. Nuôi vẫn dễ hơn trâu bò. Ngựa thì tiêu thụ dễ nhất hiện tại như bây giờ, không có một số lượng tiêu thụ thôi. Với lợi thế về bãi chăn thả rộng, nhiều sườn đồi cỏ mọc tự nhiên, nguồn nước khe núi chảy quanh năm, thuận lợi để phát triển chăn nuôi gia súc, anh Hướng đầu tư nuôi thêm dê, lợn sinh sản, kết hợp trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn cho đàn gia súc. Trên cơ sở kiến thức đã được tập huấn và đúc rút kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi, anh luôn tuân thủ quy trình hướng dẫn kỹ thuật từ khâu chọn giống, chăm sóc, nguồn thức ăn, tiêm phòng dịch, vệ sinh chuồng trại, nên đàn gia súc của nhà anh Hướng phát triển ổn định. Đến nay gia đình anh có 45 con ngựa, 30 con dê, 12 con bò và 10 con lợn, trong đó có khoảng 35 con ngựa nái. Mỗi năm, hơn 30 ngựa nái đẻ từ 20 đến 25 con, trung bình một con bán được từ 20 đến 25 triệu. Tính bình quân từ chăn nuôi gia súc của gia đình, anh Hướng năm sau cao hơn năm trước. Năm 2020, gia đình anh thu 350 triệu đồng, năm 2021 thu 420 triệu đồng, và năm 2022 thu về 450 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Năm 2023, nếu giá cả ổn định, thời tiết mưa thuận gió hòa, dự kiến thu nhập từ trồng trọt chăn nuôi của gia đình anh Hướng sẽ đạt trên 500 triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Hướng còn vận động bà con trong bản học tập và làm theo mô hình của gia đình để xóa đói giảm nghèo, đồng thời tạo việc làm ổn định cho 2 lao động với mức thu nhập trên 4 triệu đồng trên người trên tháng. Thì mô hình gia đình anh Đinh Văn Hướng thì nói chung là cũng là mô hình đầu tiên ở bản Lềm. Vâng, thì
cũng căn cứ vào cái mô hình của gia đình, cũng thấy gia đình phát triển lên thì kinh tế ổn định, thì chúng tôi cũng lồng ghép với cái cuộc họp để cũng tuyên truyền cho dân để tìm hiểu và nắm bắt theo cái mô hình của gia đình. Căn cứ vào cái cuộc họp ở các vị chi bộ thì cũng đề ra nhiều cái phương hướng là tận dụng hết những cái chỗ đất là ở trên đồi thì cũng là để trồng các loại cây như là tách và cây gáo vàng. Thì còn những hộ nào thì nói chung là chăn nuôi thì cũng chăn nuôi theo cái nhỏ lẻ, thì cũng phải tăng thêm cái đàn gia súc để có cái hướng phát triển kinh tế cho từng hộ, đem hộ lên phát triển và khá hơn. Với những nỗ lực xóa đói giảm nghèo vươn lên khá giả, năm 2022, gia đình anh Ninh Văn Hướng đã được nhận giấy khen của Ủy ban Nhân dân xã Huy Tân. Trong thời gian tới, nếu đất đai của xã được quy hoạch lại, anh Hướng mong muốn được giao đất để tiếp tục phát triển đàn ngựa, đàn dê, trồng cỏ, chăn nuôi, trồng cây lâm nghiệp lâu năm như xoan, tách, phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ tháng 5 đến nay, nước lòng hồ sông Đà rút sâu. Với các hộ dân đang tận dụng mặt nước lòng hồ để nuôi cá lồng ở Phú Yên, nước cạn gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc đàn cá nuôi. Do vậy, ngay từ đầu mùa khô, huyện Phú Yên đã tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình, hợp tác xã chủ động các phương án, giải pháp để di chuyển lồng cá, bảo vệ đàn cá trước khi nước cạn sâu. Anh Lường Văn Giới, bản Hạ Lương, xã Tường Phong, hiện đang nuôi 6 lồng cá, với các loại cá chủ yếu là chấm, cá lăng, cá rô. Ngoài tự học tập, anh còn được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ, phòng bệnh cho cá, nên đàn cá nuôi của gia đình ngày càng phát triển và ổn định, cho thu nhập gần 200 triệu đồng trên năm. Tuy nhiên, cứ vào mùa nước rút, gia đình anh cũng như nhiều hộ nuôi cá lồng trong xã sẽ phải tháo bè để đẩy các lồng cá ra xa hơn bờ sông, nơi có mực nước đủ để đảm bảo cho đàn cá phát triển bình thường. Bởi mùa này, nước bị đục và thiếu oxy cho cá. Theo anh Giới, công đoạn này tốn khá nhiều thời gian cũng như công sức, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đàn cá. Ngoài ra, với thời tiết nắng nóng kéo dài, sẽ phải giảm khoảng 50% lượng thức ăn và lắp thêm các hệ thống quạt mát để tăng oxy cho cá. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, anh đã phải di chuyển lồng cá tới 4 lần. Thứ nhất là biện pháp để mình di chuyển lồng, thứ hai là mình lấy thuốc men để phòng. Đấy, thứ ba là mình cho cá ăn, mình phải hạn chế. Vì lượng cá này, mùa nước đục này ăn xong là bắt đầu nó no quá thì nó hay mới đi ngạt mất oxy. Hôm nào trời mưa, trời mát mẻ thì mình cho ăn nhiều. Là địa phương có trên 200 hectare mặt nước lòng hồ sông Đà, độ sâu của lòng hồ lớn hơn những địa phương khác. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân Tường Phong đầu tư nuôi cá lồng. Hiện toàn xã có 219 lồng cá các loại, trong đó chủ yếu là cá chấm, cá mè, cá lăng, cá rô, cá trôi, cá chê lai, chiếm tới 1/3 tổng số lồng nuôi cá trên địa bàn toàn huyện. Theo chia sẻ của một số hộ nuôi cá lồng ở Tường Phong, trừ chi phí thức ăn, mua con giống, thu nhập từ nuôi cá lồng có thể đạt từ 60 đến 70 triệu đồng trên lồng trên năm. Nhưng vào mùa nước cạn, lòng hồ tại xã trở thành vùng trũng thấp. Nước lũ từ cửa suối tắc đổ ra mang theo nhiều bùn đất. Nếu người nuôi cá không kịp thời sục khí hay di chuyển lồng cá đến nơi an toàn, cá sẽ bị sặc bùn và chết. Rút kinh nghiệm những năm trước, xã Tường Phong đã khắc phục bằng cách thả cá giống vào tháng 4, trọng lượng từ 0,5 đến 0,7 kg trên con để đảm bảo cá lớn nhanh, sức chịu đựng trong mùa nước cạn tốt hơn. Hoặc khi bắt đầu mùa nước dâng, thả cá giống to để được thu hoạch trước khi vào mùa nước cạn. Căn cứ vào mực nước rút trung bình vào mùa nước cạn hàng năm, Ủy ban Nhân dân xã đã hướng dẫn người nuôi cá lồng chọn những khu vực cách xa cửa suối tấc và tránh nước lũ chảy xiết. Khu vực an toàn để nuôi cá đảm bảo độ sâu trên 6 mét, cố định lồng cá bằng dây buộc hay phao nổi trên lồng chắc chắn, đầu tư mua máy sục khí đảm bảo lượng oxy cung cấp, không để cá bị ngạt, giảm mật độ cá trong lồng xuống 1/2 trong mùa nước cạn, thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chuẩn bị phương án bảo vệ lồng cá, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Trong 1-2 năm trở lại đây thì bà con cũng đã chủ động cũng như phụ kết hợp của các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền. Đặc biệt là ban quản trị hợp tác xã cũng chủ động lên nhóm Zalo tuyên truyền vận động, chủ động di chuyển lồng, thì đến giờ phút này thì cũng cơ bản là hạn chế được tỷ lệ cá sặc bùn như chết. Năm 2017, anh Lường Văn Bái, bản Pa, xã Tường Tiến được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Yên.
cùng với số vốn dành dụm để bắt đầu khởi nghiệp với 5 lồng cá. Đến nay, anh Bái đã phát triển lên 8 lồng cá, trong đó có 6 lồng cá thịt thương phẩm, sản lượng đạt 6 tấn trên năm. Mỗi năm, trừ chi phí, anh Bái thu lãi hơn 160 triệu đồng và 2 lồng cá giống vừa để phục vụ gia đình, vừa để xuất bán cho các hộ trong xã. Vào mùa nước rút, diện tích mặt nước đều cạn khô, anh Bái phải di chuyển lồng cá về khu vực vùng trũng của các xã lân cận. Đồng thời, chủ động nhiều biện pháp bảo vệ đàn cá lồng, như cố định lồng cá bằng dây buộc hay phao nổi, mỏ neo trên lồng chắc chắn, đầu tư mua dự phòng máy sục khí đảm bảo cung cấp lượng oxy trong trường hợp cấp thiết, tránh tình trạng cá chết ngạt. Đồng thời, thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chuẩn bị phương án bảo vệ lồng cá nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Cũng giống như gia đình anh Lường Văn Bái, nuôi cá lồng cũng giúp gia đình ông Hà Văn Minh, bản Pa, xã Tường Tiến có nguồn thu nhập ổn định. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, vài năm trở lại đây, ông đã chủ động giảm lượng đàn và thay đổi một số giống cá để thích nghi với môi trường nước theo mùa, ứng phó với những bất lợi từ sự thay đổi mực nước. Cứ vào cái dịp nước xuống thì vẫn phải di chuyển thôi. Nước đến đâu thì mình phải tụt theo đến đấy. Nói chung là việc di chuyển thì cũng vất vả chứ. Đấy, cả buổi luôn, gặp gió nữa thì thôi. Nên loại là mấy anh em cũng phải khắc phục. Nên loại cá thì vẫn có ảnh hưởng đấy. Nó cũng phải đôi ngày, ba hôm nó mới chịu ăn cho. Xã Tường Tiến hiện đang duy trì và phát triển 33 lồng cá. Để nghề nuôi cá lồng phát triển bền vững, xã đã phối hợp với các ban ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi, chăm sóc cho người dân. Hàng năm, xã đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về sản xuất nói chung và bảo vệ, hỗ trợ người nuôi cá lồng. Chỉ đạo tổ phòng chống thiên tai tại các bản thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và mực nước rút trên lòng hồ sông Đà để kịp thời thông báo cho người dân chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại. Nhờ vậy, từ đầu mùa nước cạn đến nay, số lượng cá lồng của người dân bị thiệt hại không đáng kể. Xã Thường Tiến thì cũng có cái lợi thế là cái diện tích ao hồ rất là lớn, nhưng mà tuy nhiên là cái mực nước nó không ổn định, nên là chúng tôi vẫn sẽ cái duy trì 33 lồng cá này. Chúng tôi sẽ tuyên truyền bà con nhân dân là nước rút, chọn con giống to để làm sao là đến lúc nước rút mà không thể di chuyển lồng cá được nữa, nó sẽ là nghĩa là sẽ cá nó sẽ xuất được luôn. Thì cái đấy nó sẽ giảm thiểu được tối đa được cái rủi ro cho bà con nhân dân nuôi cá. Ngoài ra thì đến cái mùa nước rút này, chúng tôi luôn cử cán bộ phụ trách bên nông lâm thủy sản này xuống để tuyên truyền bà con về di chuyển lồng cá đến cái mực nước an toàn để làm sao cho cá khỏi chết ngạt, lại chế độ dinh dưỡng như thế nào cho phù hợp với cá. Phú Yên có 9 xã thuộc vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình với trên 3.000 hectare mặt nước. Lợi thế này giúp người dân tại một số xã vùng lòng hồ đã tận dụng diện tích mặt nước để nuôi cá lồng và phát triển nghề đánh bắt cá, ổn định sinh kế. Tuy nhiên, với địa hình đồi núi đặc thù, hai bên bờ có độ dốc lớn và là nơi cuối nguồn của nhiều con sông suối chảy vào. Do vậy, khi mưa lũ đến, sẽ có một khối lượng lớn bùn, đất theo những dòng suối đổ vào lòng hồ, dẫn đến tình trạng cá bị sặc bùn, thiệt hại cho người nuôi cá. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người nuôi cá lồng, hàng năm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, chỉ đạo các địa phương vùng lòng hồ chủ động thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ lồng cá. Khi thả, lựa chọn con giống có trọng lượng lớn để đảm bảo cá nhanh lớn và có nguồn gốc địa phương để giảm thời gian cho thu hoạch cũng như đảm bảo tính thích nghi với môi trường sống của cá, chủ động các phương tiện, các loại máy sục khí oxy khi nước đục, đồng thời tìm kiếm khu vực an toàn để nuôi cá với độ sâu trên 6 mét, tránh được dòng nước từ cửa suối tắc hay bùn đất từ hai bên bờ chảy xuống, thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chuẩn bị phương án bảo vệ lồng cá, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất. Với nhiều giải pháp cụ thể để bảo vệ lồng cá trong mùa nước rút, cấp ủy, chính quyền huyện Phú Yên đã và đang đồng hành cùng các hộ dân khắc phục khó khăn, phấn đấu giảm thiểu thiệt hại sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân vùng lòng hồ. Trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Phú Yên xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở lần sau.